Chelsea là đội bóng sở hữu các cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới trong đội hình và họ hoàn toàn có thể gặt hái những thành công. Nhưng dĩ nhiên, tôi mong họ sẽ tiếp tục nối dài chuỗi trận phòng độ sa sút của mình vào trận đấu tới. Những lời nói của Thibaut Courtois trong cuộc họp báo trước trận đấu với Chelsea càng khiến cho anh củng cố vị trí nhân vật bị ghét nhất lịch sử The Blues. Và ở trận đấu rạng sáng này, thủ môn người Bỉ lại có một hành động làm những cổ động viên đội bóng này căm phẫn. Sau khi hiệp một khép lại, Thibaut Courtois tiến về khu vực khán đài của cổ động viên Chelsea và thực hiện động tác hôn lên logo Real Madrid ở ngực áo. Đây là một động thái đáp trả những tiếng la ó chửi bới và hành động ném bóng ra chỗ khác khi Courtois đến xin bóng. Với người hâm mộ Chelsea, thủ thành sinh năm 1992 là tên khốn theo đúng nghĩa đen. Nhưng các cổ động viên Real Madrid thì coi anh là người hùng. Ở trận đấu rạng sáng này, Courtois có màn trình diễn ấn tượng. Phút bù giờ hiệp 1, thủ môn cao 2m phản xạ để đẩy cú sút cận thành của Marco Cucurella, giúp Real bảo toàn mảnh lưới trước sức dồn ép từ Chelsea. Sau trận, huấn luyện viên Carlo Ancelotti, Rodrigo đều khẳng định pha cứu thua của Courtois chính là bước ngoặt giúp Real đánh bại đối thủ Premier League 2-0. Tình huống cứu thua đó thực sự quan trọng, chúng tôi không muốn để Chelsea vượt lên dẫn trước. Nếu điều đó xảy ra, hiệp 2 sẽ rất đáng lo ngại. Real đã đứng vững và thi đấu mạnh mẽ hơn trong những phút còn lại và tạo ra được nhiều pha chuyển trạng thái chất lượng. Trong trận đấu lượt đi, Courtois cũng gắn phá xuất sắc cú dứt điểm của João Félix, ngăn cản không cho Chelsea mở tỷ số. Courtois ngày càng tỏa sáng, các cổ động viên Chelsea càng ở mức. Tại sao gã đáng ghét này lại cứ hết lần này đến lần khác loại đội chủ sân Stamford Bridge ở sân chơi C1 cơ chứ? Nhưng mặt khác, người yêu Chelsea cũng cảm thấy chính các tiền đạo của họ đã tạo điều kiện cho Courtois trở thành người hùng. Tại London, 19 cú sút được Chelsea tung ra, nhiều gấp đôi Real. Xong, đừng để bị con số này đánh lừa rằng The Blues hoàn toàn áp đảo đối thủ. Trong số những pha dứt điểm về khung thành thì vào Courtois, chỉ N'Golo Kanté và Marco Cucurella mới thực sự tạo ra cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng. Cầu thủ Chelsea sút nhiều nhưng thiếu độ sát thương cao. Bởi vậy, dù cho Courtois có nhiều pha cứu thua thì các tình huống ấy rất dễ hóa giải với thủ thành người Bỉ. Trái bóng từ những cú sút của dàn sao đội chủ nhà đa phần đi vào vị trí người gác đền 30 tuổi. 600 triệu euro được Chelsea chi ra ở mùa này. Từ phút 67, những quân bài tấn công đắt đỏ và được cho là tốt nhất của họ với João Félix, Raheem Sterling và Modric đều được Lampard đưa vào sân với hy vọng tăng cường sức mạnh tấn công. Nhưng càng nhìn càng thấy nản. Khi Courtois hôn lên logo Real, hẳn anh cũng cảm thấy mình đã may mắn vì đã lựa chọn đúng nền văn minh, chứ không phải là một công trường ngổn ngang tại thành London. Huyền thoại Didier Drogba đau khổ khi nói về Chelsea trên kênh Candle Plus như sau: "Tôi chẳng nhận ra câu lạc bộ của mình nữa, đó không phải là câu lạc bộ cũ nữa. Chelsea hiện tại có chủ mới với tầm nhìn mới. Tất nhiên, chúng ta cố gắng so sánh nó với những gì đã xảy ra dưới thời Roman Abramovich. Khi đó, rất nhiều cầu thủ cũng được đưa về, nhưng các quyết định đều rất thông minh. Cách đây 2 năm, The Blue của Thomas Tuchel từng hạ gục Real 2-0 ở bán kết lượt đi để vào chung kết rồi sau đó lên ngôi vô địch. Còn giờ đây, Chelsea chỉ còn là một đống đổ nát, cố dãy giụa trước khi chết hẳn. Tại Stamford Bridge rạng sáng nay, khi Chelsea chủ động cầm bóng, thi đấu cao bên phần sân của Real Madrid, thì kênh kiến trắng chỉ chờ có vậy để triển khai lối chơi yêu thích, phản công. Vì vậy, lúc mà các đòn tấn công của The Blues chưa đủ sức mạnh để công phá khung thành của Courtois, thì họ đã phải hứng chịu các pha phản công cực kỳ sắc sảo và mang tính sát thương cao nhất của Los Blancos. Thất bại tại Champions League mùa này có thể là dấu chấm hết của Chelsea ở các sân chơi châu Âu trong một vài, thậm chí là nhiều năm nữa. Nó cho thấy thời kỳ hỗn mang của The Blues sau khi đổi chủ, rời sân chơi hào nhoáng và danh tiếng nhất châu Âu, Chelsea phải quay về với thực trạng ở Premier League. Thầy trò huấn luyện viên Lampard đang đứng ở vị trí thứ 11. Nghe có vẻ rất an toàn khi Premier League còn 11 vòng đấu phía trước. Nhưng Chelsea mới chỉ có 39 điểm, hơn vị trí xuống hạng đầu tiên 12 điểm. Về lý thuyết, The Blues cần giành thêm ít nhất 1 điểm nữa là có thể trụ hạng thành công. Nhưng trên thực tế, đội bóng phía Tây London đang rơi tự do. Vì thế, với phong độ tệ hại và tinh thần sa sút hiện tại, Chelsea thậm chí đứng trước nguy cơ xuống hạng ở Premier League. Mọi thứ lúc này đang phụ thuộc rất nhiều vào Lampard. Liệu huyền thoại một thời của The Blues có thể truyền cảm hứng để tạo nên sự thay đổi, giúp câu lạc bộ nhanh chóng thoát khỏi cơn u mê này hay không? Chuyến trở về Stamford Bridge của ông cách đây gần một tuần trở thành cơn ác mộng khi Chelsea thua ngược Brighton ở trong một trận cầu mà họ bị lép vế hoàn toàn. Sau thất bại thứ 12 của The Blues tại ngoại Anh mùa này, giới bộ điệu đã trút sự thất vọng lên ông chủ Todd Bowley. Người chẳng hiểu gì về bóng đá đã liên tục đưa ra những quyết định sai lầm. Hết sa thải Thomas Tuchel để bổ nhiệm Graham Potter, rồi đến tống cổ Potter ra đường để mang Lampard về lại Chelsea. Chẳng thèm cảm thông cho những cảm xúc tự nhiên của người mộ The Blues, những người chưa bao giờ phải chịu cảnh lo lắng tương tự trong suốt 19 năm trị vì đầy danh hiệu của Roman Abramovich. Bowley xông thẳng vào phòng thay đồ, trách mắng các cầu thủ sau trận thua Brighton 1-2. Theo tiết lộ của thủ thành Kepa, chuyện Bowley xông thẳng vào phòng thay đồ của Chelsea sau khi trận đấu kết thúc nhiều như cơm bữa. Ông như thể muốn chứng tỏ mình mới là huấn luyện viên trưởng của đội bóng thủ đô London. Còn từ Tuchel đến Potter và bây giờ là Lampard,
chỉ giống như đám bù nhìn. Ông khiến các huấn luyện viên của Chelsea có cảm giác mình là người thừa trong phòng thay đồ và chẳng có một chút uy đối với các học trò. Tất nhiên, đây chỉ là chuyện nhỏ. Bowley còn quyết mọi chuyện mua sắm ở Chelsea. Tỷ phú người Mỹ mua cầu thủ mà không cần tham khảo ý kiến của huấn luyện viên, miễn là ông cảm thấy thích. Bowley cũng nổi tiếng với những hành động bộc phát, hồn nhiên đến ngớ ngẩn. Trước thềm trận tứ kết lượt đi Champions League trên sân của Real Madrid, một phóng viên của Sky Sports đề nghị ông chủ của Chelsea dự đoán kết quả trận đấu. Bowley đáp ngay: Chelsea thắng 3-0 là cái chắc. Nhưng sau trận đấu, với thất bại 0-2 của đội chủ nhà, khi phóng viên tìm lại Bowley để tiếp tục câu chuyện thú vị về dự đoán tỷ số, Bowley không thèm tiếp họ nữa vì ông còn bận xông vào phòng thay đồ hạnh hoẹ thầy trò Lampard. Từ năm 1993, Chelsea chưa bao giờ phải nhận 4 thất bại liên tiếp. Nhìn rộng ra, chuỗi không thắng đã nối dài lên con số 7, 5 bại, 2 hòa. Chỉ tính riêng ở ngoại Anh, The Blues chỉ giành được 2 trên 15 điểm tối đa ở 5 vòng đấu gần nhất. Nhưng đây là thời điểm họ chưa phải hứng chịu thất bại nặng nề chung cuộc tại Champions League. Còn hiện tại, theo những con số thống kể, Chelsea đang là đội chơi tệ thứ 4 tại Premier League trong 20 vòng đấu gần nhất. Họ chỉ kiếm được 18 điểm, hơn mỗi Everton 17 điểm, Leicester 17 điểm và Southampton 12 điểm. Nếu thua tất cả các trận đấu còn lại, Chelsea sẽ kết thúc ở vị trí thứ 18, xuống hạng hoặc thấp hơn. Bởi đội cuối cùng rớt hạng sau khi có 39 điểm là Birmingham City ở mùa 2010-2011. Xong, fan Chelsea cũng chưa hết lo lắng. Bởi với 42 điểm ở mùa 2002-2003, West Ham vẫn xuống hạng như thường. Rõ ràng, mọi thứ chắc chắn có thể sẽ tồi tệ hơn nữa với Chelsea và với bất cứ ai thay thế Lampard trong mùa đánh. Hoặc ông sẽ tiếp tục ở lại, thì đều phải đối mặt với một nhiệm vụ rất nặng nề ở mùa giải tới. Không thể nhanh chóng phục sinh The Blues sau một năm chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ, nhưng theo hướng không tích cực tại đây. We'll be right back.